Hôm nay mình sẽ làm một clip tặng lá cho hai ông em. Và thể lệ là thế này. Đây là em Lộc này, em Lộc đang xem con chăn. Đây là em Cường. Cường sao bạn nhé. Đấy. Nay mình sẽ tặng hai cái lá cho hai ông em. Thì cây lá như thế nào thì các bạn chú ý các bạn sẽ biết. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó, một cây lá này này, bên dưới này này. Và một cây lá bên trên này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đây này 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 này. Đây là con chăn này nó canh giữ lá của mình. Đấy bây giờ tặng lá đấy nhưng mà không được lấy móc miệng gì hết, phải lấy tay vào và lựa lá. Đấy. Ai lựa được cái nào thì lấy cái đấy. Trời ơi. Nào. Kéo. Ai lấy đi. Nhưng mà không phải không được cho ra con chăn nhá, không được cho ra con chuột nhá. Không phải đồ. À, cái này có đồ à. Ôi thằng kia nó lấy được một cái lá rồi. Đấy. Không. Thôi được rồi, bây giờ ngay chỗ con chăn nó lấy được thì thôi. Ngay chỗ con chăn mà. Nằm sát con chăn chứ bộ. Và con chăn ông nước. Này làm sao em lấy được? Thì cái cây kia này còn một cây ở trong nữa, nó tím, nó đẹp hơn các bạn. Các bạn ạ, cây đẹp hơn thì nằm bên dưới, khó hơn. Đấy, bây giờ là... Cái đó cái đấu khó của người ta. Em... em Cường em thò tay vào này các bạn ơi. Đấy. Đi ra. Ôi bạn gì có chăn đâu. Quán kia. Và có một con chuột. Các bạn ơi, có một con chuột bên trong nhá. Nhưng mà không tới anh ạ. Kệ không biết, thế mà đã khó chứ. Đấy nhá, có một con chăn và một con chuột nhá. Phải không cho nó ra nhá. Con chuột không được ra và con chăn thì nó thế nào thì kệ. Nó đớp hay không thì kệ đấy nhá. Đó các bạn thấy không? Con chăn nó đang ngóc đầu lên kìa. Đây mình quay cho các bạn này. Đó con chăn đấy. Chăn nó ngóc đầu lên đấy. Đấy. Đi ra. Ừ. Đấy nhá. Lấy nó nào. Dụ nó làm sao nè. Không. Kiều kiều đó, kêu con chuột cái cầm tha ra cho. Các bạn thấy không? Kìa, kìa chuột. Con chuột. Bắt con chuột. Ăn đấy, con chuột ăn đấy. Cho xuống nước cho nó ăn đấy. Đớp được rồi hả? Chưa. Chuột nó lại leo lên đấy. Chuột này nó thấy đường lên rồi. Nó biết mà, nó còn nắp ở đấy mà. Đấy, thì bây giờ không biết. Cứ làm sao mà con chuột mà không ra được mà con chăn thì nó đớp hay không thì không biết nha. Giờ lấy được mày. Từ từ, chưa. Nó ra. Mày có gáp thì từ con chuột nó mới. Đấy các bạn thấy không, con chuột nó chạy này. Kìa đó, con chuột đây đi sớm rồi. Con chuột này. Nó chạy. Con chuột thì nó muốn chạy ra ngoài mà chạy ra ngoài là không được lấy lá. Còn bên dưới này thì là con chăn. Đấy, thò tay vớ vẩn là con chăn ở đớp. Em này lấy được cái lá. Đây, thằng em thì lấy được cây lá này rồi. Đây. Một cây titan các bạn nhé. Nào. Ờ, khó đấy, ca này khó đấy các bạn ạ. Không phải dễ đâu. Thế thì việc là khó chứ. Cái này có một lò mà đẹp. Chưa mở là cho để em còn lòi đâu. Anh nhắc cái tay anh học xuống tới không? Không tới. Thì trong kia thì có một cái cây kìa, làm sao mà lấy được cái cây. Xong móc được cái lá. Không được lấy vật dụng ở bên ngoài. À, cái cây trong đó. Đó. À, cái... con chuột, tới. Cây làm sao mà con chuột nó không ra. Để dụng cho con chuột nó xuống. Các bạn thấy gây cấn không? Đó, đó, đó. Rồi, rồi, rồi.
bên trong thì có một con chăn. Đấy, có một cây nhỉ, cây nhôm nhỉ. Ui bà mẹ nó có sao được con nát không cần. Đừng có nói con chuột chạy. Đi con chuột chạy. Từ từ nó ra kìa. Rất là khó. Lấy cái cây ra luôn. Lấy chú con. Cái cây nó lại còn mắc cơ. À rồi có cây rồi, có cây rồi, có cây rồi. Mẹ thẳng cây ra, cái đầu nè. Thiều thiều ra. Đấy em ơi. Thiều ra đấy chứ. Khó lấy à. Thiều ra chút. Đó. Cây đá đấy, cây đá đấy các bạn ơi. Móc nó vô trên cái cây. Ừ đó. Một cây titan các bạn nhá. Thiệu thiệu vô đây nè. Đó, chưa biết cách nào để lấy các bạn ạ. Không phải đơn giản đâu, lấy được phần quà đâu phải đơn giản đâu. Vừa nãy thằng Lộc nó liều các bạn, nó thò tay vào ngay chỗ con chăn. Thế dụ em cũng liều luôn. Nằm lên em, con chuột đâu? Kệ nó nằm dưới rồi. Chuột nằm bên dưới rồi. Các bạn ơi, em đã lấy được cái nám rồi. Đó, hai cây titan ở bên ngoài. Lát nữa mình sẽ lên màu cho hai thằng luôn. Quá đẹp nha. Nè, công sức đấy. Đây, liều ăn nhiều ấy. Mày sẽ ăn chăn đang ăn một cái ngón tay thôi chứ có gì đâu. Đây nè, nãy nó nằm đây nè, nó xách lóc con chăn luôn. Cái con trắng ấy nè, con trắng nó làm nãy nằm đây nè. Ê, các bạn nhìn thấy không? Nằm ngay đây luôn nè. Đấy. Cái này là trắng con. Nãy nó nằm ngay đây nè. Đấy, các bạn thấy không? Mình lều quất nó luôn. Đấy, con trăn đấy. Con trăn này mình để đây để trông ná. Thế mà hai thằng nó vào nó cụ mất hai cái ná của mình các bạn ơi. Chờm mất hai cái ná. Thôi bây giờ thì mình sẽ. Vừa nãy thì là một cái pha mà ăn trộm ná trong chuồng trăn. Ăn trộm ná này là chủ nhà cho ăn trộm nhé các bạn nhé. Sau đây mình sẽ lên màu cho hai ông em hai cây titan. Coi như là quà tặng. Quà tặng nhưng mà cũng phải trải qua thử thách này các bạn. Không phải đơn giản đâu. Không có gì. Không có cái gì để cho không hết. Đấy. Còn ai mà muốn vào đây mà lấy ná là phải bước qua sát một con chăn nhá. Hơi bị dữ ấy. Bây giờ mình sẽ lên màu. Đấy, mình vừa lên màu xong hai cây ná các bạn ơi. Thì ông em Cường thích màu tím, còn em Lộc thích màu xanh. Không phải thích mà mình ép buộc. Mình lên theo kiểu sở thích của mình. Đấy, các bạn thấy không? Đây, rơi hai cái ná lên cho mọi người xem kìa. Đó. Đấy, đấy là thành quả của hai anh em vào chuồng chăn bắt đấy nhá, bắt cọp nhá. Đấy. Thì mình lên màu cơ bản thôi. Anh em được hai cái ná. À, đội anh em mình là có titan hết các bạn nhá. Clip sau nếu mà có đi săn là bốn anh em, bốn cây titan. Rồi. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe kênh của mình nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Rồi, bye bye các bạn. Clip này là chỉ clip tặng ná thôi. Đấy, các bạn ơi. Rồi. Xin thấy chào. Đó. Chơi đọc cũng vậy. Đẹp đấy. Rồi xin chào mọi người nhá.